về lộn từ sáng giờ này đó. Ừ, lộn kiểu này thì Má ngày nào cho xem nào, chết rồi nha. này thì cứ từ từ lộn thôi, nhưng cứ hạ khoảng 2 tiếng à. Đấy. Xong rồi. Trông vậy thôi nhưng mà lằng ngoằng nó cũng khó đấy. Mày phải đậu đều. Đâu kiếm đâu được. Đấy, cũng phải nửa tiếng đồng hồ rồi mà cũng chưa ra đấy. Ừ. Từ giờ thấy chứ mà chưa được nửa thì vợ nó cắt cơm luôn. Thì cái cơm vậy đài tài đài đều quá bốn được rồi. À vậy cũng không được luôn à. Cũng có vẻ khó đấy nhỉ. Má nó còn nguyện chứ. Cậu cũng sao đó. Đây đều đâu có lọc. Thấy bữa đứa nó sợ nhất cái đoạn này. Không còn ra được. Nếu quá được rồi. Ôi, dạ, em ra em giữ anh lộn cho này. Đó. Đây nhá. Đó, xem mà đặt cái chân vào như này này. Đó. 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 Đấy. Đấy. Đó. Chứ đâu cần phải lấy sức đâu, như này, đoạn cuối này. Đoạn cuối này. Đó. Thế đấy, nó có vậy thôi, đơn giản là nó Rồi thành cái lốp xe thôi ra tiền đấy, rồi vã từ sáng giờ toát mồ hôi đấy, đơn giản thôi, ra mà là làm kỹ cái thuật cây hay như thế rồi này nhỉ. là trồng vào như thế này thôi, có vậy thôi đấy, có gì đâu. Thích cao thì đặt hai cái, có điều Rồi. kiện thì đặt hai cái, còn nếu không chơi một cái được rồi, cái thứ hai nhá. Đây cũng vậy thôi đó. Xếp lộn lớp xe đây. Đó Cũng phải dễ lộn rồi nhá. đây. Đó. 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 Thấy làm gì đây Giày đi đám cưới đấy, chứ nếu mà giày kia là nó nhanh hơn. chưa? Đó. Phải dùng sức cũng nhiều phết đấy. Không, cái tay nó hơi đau. Cái này cần việc khó nha. Tập bốt người ta đầy khó đầu đây này, cũng đầy đau này. Không có cái tiền cưng quá thì sao không biết. Bữa nào phải thiết kế một cái máy quắn ở đây mới được. Mấy lộn thì kê cả đây đâu cái này, cái đoạn cuối chỗ này này vô cái thế đó nó mới vô được. Ừ. À đấy, cái đấy bị xuống ạ. Đúng rồi đó, đó đúng rồi, nó trật cái thế đó là không được nha, khi nó đấy. Quấn rồi á, không cách thì vô được hết đó. Rồi nói chung là gần 2 phút quá nhanh. À, nãy này. Tiếp đi, tục này phải đi tòa án rồi chứ. Nước này. Rồi tiếp tục lại cái nữa, giờ biết rồi. Sức khá nhiều. Mình phải đi đi tập án chạy hoài nó lung tung không sang gặp sang đầu tiền. Này được một phút không? Ừ, cái này quá nhanh. Cái này có 30 giây. Kinh nhỉ. Nước. Cái nhiều cái nó không dễ. Ừ. Nhẹ nhẹ còn nhiều cái loại chắc cái Sumina là đó là cứng hơn. Cái này đang cái này cứng nè. Kỹ rồi, vô. Thôi, cái cứng. Bị khoai đấy. Cứ phun cái đấy. Đúng không? Uống ở đây vô một phát là lộn hỏng luôn. Biết thấy vậy chứ không phải vậy đó nha.
vô làm thiệt thái cắm. Rồi, ok.